Ngày 24 tháng 8, đại diện lãnh đạo phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, phường vừa phối hợp phòng văn hóa thông tin, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Phú Quốc thu gom và buộc cam kết giải tán 4 nhóm thầy trò đường tăng, thường xuyên chèo kéo làm tiền du khách. Một số chủ hộ kinh doanh ở chợ đêm Phú Quốc cho biết, ban đầu chỉ có một nhóm thầy trò đường tăng đi bán bánh kẹo với giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng một gói. Sau khi khách mua bánh kẹo, nhóm này sẵn sàng tạo dáng để khách chụp ảnh lưu niệm, tạo hình vui mắt, cử chỉ lời nói của nhóm cũng hiền hòa, khiến nhiều du khách thích thú. Tuy nhiên, thời gian sau, chợ đêm Phú Quốc xuất hiện thêm mấy nhóm thầy trò đường tăng khác. Họ chia nhau đứng trước, trong và cổng sau chợ để chèo kéo du khách. Có trường hợp du khách không hỏi giá trước nên sau khi chụp ảnh đã bị nhóm thầy trò đường tăng thu phí từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đây là lần thứ hai chính quyền thành phố Phú Quốc xử lý các nhóm trên bằng hình thức nhắc nhở, buộc cam kết không tái phạm. Nếu còn tiếp diễn, địa phương sẽ tiến hành các biện pháp xử lý mạnh.